Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2012. Trong cái kho tàng truyện cổ có nhiều chuyện rất là vui. Các vị có đọc cái chuyện cổ về thần tình yêu của gì như của Hy Lạp, và trong truyền thống Tây phương người ta hay thờ vị thần đó, tức là hình dáng một em bé có cánh, tóc vàng, xoắn từng lọn giống như sóng biển, mang cây cung bằng vàng và mũi tên bằng bạc. Và trong thần thoại người ta kể là thần đó bay từ đông sang tây trong một tích tắc thôi. Và ông có cái quyền uy nhất định với trần thế này, đó là khi ông thấy ai mà có cái duyên với ai, ông bắn một mũi tên trúng ngay tim, gọi là thần tình ái bắn tên đó, từ câu chuyện đó. Và khi tên mà trúng rồi thì không phải ngã đùng ra chết, nhưng mà cũng giống như chết thôi. Tức là khi tim mà trúng tên rồi thì trái tim anh nó không nghe lý trí của anh nói đâu, nó đi theo con đường đó thôi. Và không có cách gì ngăn cản được cái cuộc tình khi mà thần ái tình đã bắn trúng mũi tên vào tim. Và thông thường chúng ta kể chuyện về những giai thoại tình yêu thường thường đều lấy vị thần nó ra để nói chuyện cả. Thế rồi sau trần gian này lại có một cô nàng vô cùng đẹp, tên là cô Si Xê là tên gì đó tôi không có nhớ, đọc lâu rồi quên. Mẹ của anh chàng đó là người đẹp nhất trên thượng giới á, mà vô cùng ghen tức, vô cùng ganh tị. Bà sai con của bà xuống là bắn cái mũi tên vào trái tim cô nàng đó, để cô nàng đó làm vợ của một con rồng một mắt, con độc long. Và không biết anh chàng xuống rồi lây quay sao bắn tên không trúng cô nàng đó mà trúng trái tim mình, tội nghiệp vậy. Thế rồi thay vì cô nàng đó bị cái số phận phải làm vợ của con rồng độc kia thì lại bị làm vợ của thần ái tình mất. Anh chàng bắt cô nàng về nhốt ở trên một chiếc lầu, và với một điều kiện dặn cô nàng rằng là đừng bao giờ nhìn vào mặt tôi. Tại vì cô mà nhìn vào mặt tôi là cô sẽ không bao giờ thấy mặt tôi được nữa. Cái lệnh của mẹ, tức là cái quy luật của những vị tiên đó là như vậy. Sống với anh chàng vô cùng hạnh phúc ở trong cái đền đài vàng chói vậy đó, nhưng mà cô nàng nghĩ rằng hạnh phúc vậy là quá đủ, đâu có cần phải tò mò nhìn mặt làm chi. Thế nhưng mà cuộc đời nó vô cùng trớ trêu, nhưng nó không đơn giản như là hạnh phúc người ta đã có. Thế rồi một hôm cô nàng nghe lời dụ dỗ của bà chị, nó có chừng mới lấy không phải là thần linh mà đẹp đẽ gì đâu, đó là cái con quỷ dạ so rất dữ tợn ghê gớm. Tại sao mới không nhìn mặt một lần, nhìn cho biết, lén lén nhìn đi. Vậy cái sự tò mò con người nó là vô tận. Cho nên cô nàng một hôm ngủ rình rình thức dậy và soi đèn vào mặt chàng, nhìn thử cái con người mà mình kết duyên lâu nay rất hạnh phúc đó là làm sao. Và quá ra là anh chàng là một vị thần rất là đẹp, mặt mày xinh xắn, môi đỏ hồng như một chú bé, và tóc vàng lượn sóng như những cuộn sóng biển. Chị nàng nó mê mẩn nhìn, bất chợt cái anh chàng giật mình thức giấc. Thế rồi người con trai thần linh kia biến mất luôn. Từ đó chị nàng Si Xa ôm cái nỗi sầu một mình trong cái lâu đài vò vỏ cho tới chết. Câu chuyện nó hay, nhưng mà hay chỗ nào tôi đố cái gì đó, hay chỗ nào để kể chuyện đời xưa cho nghe. Thưa các vị, hạnh phúc giữa trần đời này chừng như nó thách đố con người ta vậy đó nghe. Bên sau cái lớp tối tăm, tức là trong bóng tối không có nhìn rõ mặt nhau chừng như hạnh phúc, mà nhìn rõ mặt nhau hạnh phúc bay mất tiêu. Cái chuyện nó rất là lạ. Ở trần gian này người ta lại lây quay, người ta cứ tìm như thế thôi, tìm hạnh phúc rồi phải tìm
rồi phải tìm cho rõ mặt nhau. Nhưng mà hạnh phúc dường như nó đi liền với bóng đêm, hạnh phúc của đời sống tình cảm chừng như nó là như vậy đó. Rõ ràng là câu chuyện người ta rất là có ý nghĩa. Rồi tôi nhớ tôi đọc hồi những năm còn đi học, tức là năm 70 mấy á, cũng một câu chuyện của nhà văn, vì như nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, tôi nghĩ chắc năm nay bà cũng còn sống nhé, chưa chết gì đâu. Thế hệ đó, thế hệ như văn sĩ của kìa, thế hệ văn sĩ chắc ngang ngửa với mình hoặc lớn hơn mình chừng 5-10 tuổi vậy thôi. Thì mình năm nay chưa tới 70 thì nhiều lắm nhà văn Nguyễn Thị Hoàng chắc cũng 70 ngoài, 80 gì là không đó. Thì tôi nhớ loáng thoáng câu chuyện của cô viết nó cũng giống cái ý như thế. Người đàn bà kia bị tai nạn xe cộ, chìm trong cái sự quên mất, ký ức dài hạn không nhớ, ký ức ngắn hạn thì còn nhớ. Cô nàng viết đi ăn, đi uống bình thường, sinh hoạt bình thường, nhưng mà tên chi thì quên mất. Và sinh ra ở đâu, và có gia đình hay không, quê quán ra làm sao cũng không còn nhớ nữa. Và khi người ta mất ký ức về quá khứ thì thưa các vị, đời sống người ta giống như là bắt đầu tái lập lại từ ngang bây giờ đi tới, chứ người ta không nhớ gì về quá khứ hết. Và cái gia đình bảo trợ cho người đàn bà kia thì thấy vô cùng thương tâm, tại vì dường như người ta bị một cái bóng đêm che mất quá khứ, không có lối về, cho nên đời sống họ đành rằng xinh đẹp nè, dường như cũng có tài nè, và dường như cũng sang trọng quý phái đó, nhưng mà dường như nó vẫn còn thiếu cái gì. Anh chàng đó sở dĩ là người bảo trợ là do vì trên con đường từ Nha Trang ra Huế hay là Nha Trang vào Sài Gòn, bất ngờ gặp rồi cứu cấp giùm, rồi người đàn bà kia sống lại, không biết đường về, không biết nhà ở đâu, cho nên nó đành nuôi thế thôi. Và anh đó có một người bạn rất là dễ thương, và anh chàng kia nghe như thế, anh chàng kia trở thành người gọi là người hiệp sĩ đưa cánh tay vàng cứu tế mà tới để làm cho người con gái kia có được niềm vui trong cuộc sống. Thế rồi cứu người ta chưa thấy đâu mà ta cứu lại mình, tức là anh chết chìm trong cái niềm đam mê cái người đàn bà lãng quên như thế. Thế rồi hai người dần dần nói lại với nhau, có cảm tình với nhau và thương nhau, và tới lúc dự định là sẽ cưới nhau để sống đời sống gia đình thì đưa nhau về một cái vùng biển rất là lý tưởng để chuẩn bị làm lễ cưới. Thì về tới nơi đó, cái chị bất thần nhớ lại quá khứ, chị ồ hóa ra đây là quê hương của mình, đây là cái nhà của mình kia. Và sực tỉnh giấc mộng thì mình đã có một ông chồng và có một đứa con trong căn biệt thự còn kia. Và lòng mình thì đang bồn chồn, đang thương cái anh chàng mà đã giúp mình trong những ngày tháng mình chìm trong lãng quên, thương vô cùng. Và thần ái tình cũng chơi khăm, cho nên bắn lần thứ hai mũi tên nữa. Thế rồi cái chuyện lỡ dở đó là không biết phải làm sao. Về với người chồng cũ thì bất hạnh. Mình biết rằng đời sống mình vô cùng bất hạnh, cho tới ngần này năm, cho tới có đứa con, và tới chừng tai nạn xảy ra. Thế rồi bây giờ tình yêu nó bắt đầu nó có mặt trong trái tim, thì lại nhớ rằng mình còn có bổn phận là một nè, với con nè, với gia đình nè, rồi nào là với dư luận xã hội, với lương lý đạo đức của truyền thống Việt Nam, vân vân. Đại khái là câu chuyện nó là như thế, mình nhớ nó không biết có đúng hay không, nhưng mà đại khái mình nghĩ chắc vậy thôi. Và hai câu chuyện nó cho chúng ta một bài học thôi các vị, chừng như hạnh phúc là cái gì thách đố với con người, với đời sống đó. Sinh ra giữa trần đời này lây quay để tìm cho có được niềm vui, có được hạnh phúc, chừng như hơi khó. Không biết khó không các vị? Có người 30, có người 40, có người 50, có người 70. Mời ai mà nói rằng tôi hạnh phúc nhất cuộc đời lên đây mà nói với đại chúng, tôi chưa chắc thì ai dám lên đây nói, phải không? Không ai dám đưa tay nói tôi hạnh phúc hết. Thế rồi có một câu chuyện thứ ba, chợt nhiên nó nhớ rất là nhiều chuyện, của Quách Huệ Trân, tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ. Cô viết cái bài ngắn ngắn vậy. Đại khái Quách Huệ Trân là một bác sĩ của Đài Loan, dường như cô bị ung thư mất rồi, và cũng là một người tu pháp môn niệm Phật. Trước khi xuất gia thì cô là một bác sĩ tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân. Rồi một hôm có một người thiếu phụ tuổi trung niên, rất xinh đẹp, rất sang trọng, và theo cách nhìn của cô thì bà rất giàu có nữa.
bà tới bà trị bệnh, trị bệnh chi đó, tôi không có nhớ cái chi tiết đó lắm, nhưng mà cái chi tiết đáng nhớ đó là cô Huệ Trân hỏi: thưa bà, trong đời sống gia đình bà có phải là người hạnh phúc nhất không? Bà nói: đúng, tôi là người hạnh phúc nhất, chồng tôi là một doanh nhân rất là thành công, con cái tôi rất nhiều người đã đỗ đạt, đã thành công, và tôi cảm thấy là tôi vô cùng mãn nguyện. Thế rồi thời gian không bao lâu xảy ra sau đó, chừng vài tuần thì tình cờ người ta vớt được trên dòng sông cái xác của người đàn bà, và tới chừng khám phá ra đó là cái người đàn bà đã từng đến khám bệnh với cô Bách Huệ Trân. Và khi cảnh sát lục lọi và khám phá ra thì bà viết lại những dòng thơ lưu lại ở trong căn hộ của bà. Lúc đó là bà đã rời gia đình và sống riêng rồi. Với những dòng chữ thì người ta đoán ra đời sống bà vô cùng là bất hạnh, vô cùng khốn khổ. Trong khi nhìn ở ngoài thì thưa các vị, đời sống đó là đời sống ai cũng thèm thuồng và mơ ước cả. Chồng là một doanh nhân rất thành công, 3-4 đứa con đều là bác sĩ, kỹ sư cả. Bản thân bà thì của tiền giàu có không thiếu thứ chi, sắc đẹp có nè, tuổi cũng vẫn còn trẻ, 50 là còn trẻ chưa phải già. Của tiền, danh vọng, địa vị, vân vân. Và rất nhiều chuyện thưa các vị, trong trần đời này nếu ta chịu khó tổng kết thì kể tới mai chưa chắc đã hết chuyện. Những cái chuyện cho chúng ta một cái ý niệm đời sống đó là dường như hạnh phúc là cái gì nó rất là xa, nó không có ở trong tầm tay của chúng ta hay sao đó. Vói hoài, ví thử như mà bắt được nó trong tay thì nó lại trở thành cái chiếc bong bóng, nó không có hạnh phúc gì hết. Mình đã bao lần bắt bóng rồi. Và cái điều này mình hỏi nhau là lỗi tại ai, tại sao nó như vậy? Người ta không chấp nhận cái sự có mặt của hạnh phúc đến với người ta một cách bình thường và giản dị. Người ta nghĩ là cái đó nó chưa phải là cái điều mơ ước của người ta, cho nên nắm được nó thì mình cảm thấy nó rất là thừa thải. Và mình lại buông đi, mình nắm cái khác. Mục tiêu nó luôn di động thế thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sâu hơn trong cái triết lý của Đông Phương hay là của những nhà quyền môn hay là của những người minh triết, thì họ có một cái nét vẽ khác hơn nữa để cho chúng ta cảm nhận. Họ nói là mình rất sợ hạnh phúc, mình không dám chạm tay. Tại vì nếu hạnh phúc nó đến chừng như mình cảm thấy mình biến mất, cảm thấy là tôi không còn cái gì cả sao, chìm trong một cái trạng thái rỗng trống, nó yên bình, nó tĩnh lặng. Và nếu sống mãi trong trạng thái này thì không còn cái gì cả. Cho nên tối thiểu thì tâm thức tôi nó phải có đường về, nó phải có quá khứ, nó phải có tương lai, nó phải có suy nghĩ, nó phải có ưu tư và phiền muộn. Thế cho nên người ta rất là sợ, nó không dám đụng tới nó. Đụng tới nó là tan biến. Hạnh phúc bình thường ấy, thì thưa các vị, người ta đụng được. Nhưng mà hạnh phúc thiệt của đời người, các vị đụng vào nó là các vị tan biến. Tan biến không còn bản ngã, tức là các vị chạm tay vô cái vùng đất chân thật bất động của chính các vị thì gọi là hạnh phúc chân thật. Ở cái tầm bình thường đời sống vật lý, người ta chạm đến nó rồi trở về đời sống phàm nhân, trở về đời sống khổ lụy thì người ta chấp nhận được. Nhưng mà chạm đến đời sống hạnh phúc thực sự để tan biến bản ngã thì người ta kinh sợ, không dám chạm tới. Đó là 2-3 câu chuyện, nó dẫn cho một cái ví dụ. Rồi có một câu chuyện gần hơn nữa, nó có cái ví dụ một hay hơn nữa. Đan Mạch có một nhà văn viết truyện hay vô cùng, thì như Andersen phải. Andersen phải không? Như Nàng Tiên Cá nè, cũng của ông viết. Không biết Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn có phải của ông hay không. Rồi rất nhiều chuyện mà em bé nào cũng say sưa cả, và dường như đã dịch ra được tiếng Việt từ những năm 60 ngoài đã có rồi nha. Sau này người ta cứ dịch đi dịch về. Nhưng mà tội nghiệp cho cái con người viết bao nhiêu chuyện làm mê mẩn lòng người, nhưng mà đời sống ông thì không bao giờ dám chạm đến hạnh phúc. Và trong đó có một câu chuyện kể về trên chuyến xe. Kể câu chuyện thì nữa thôi, tôi không kể nữa đâu mà lo. Để xác định những điều mình nói là không dám chạm, gặp hạnh phúc cũng thụt lui. Trên chuyến xe đi vào một đêm, ta hình dung rằng khi ông nổi danh rồi thì ông có tiền là một, ông có danh là hai, và cuộc đời ông sẽ dĩ nó vô cùng giàu có,
Do vì những trang truyện ông nó trải dài từ cái vùng Đan Mạch qua các vùng Bắc Âu, với những đồng lúa mì, với những dòng sông, với những chuyện cổ tích nó tràn đầy trong cái vùng quê hương Bắc Âu. Do vậy cho nên trang truyện của ông nó làm say đắm lòng người chứ không có gì lạ. Có người đi nhiều, tự nhiên tâm hồn họ giàu, họ phong phú thôi. Tiếc là tôi đi qua đây bằng phi cơ, chứ tôi mà đi bộ nữa thì tôi cũng phong phú lắm á. Và cái chuyện đó là một đêm trên cái chuyến tàu, bóng đêm nhập nhọn cho nên ông không có thấy những người cùng tàu với ông. Nhưng mà ông biết chắc rằng đó là vài ba cô gái còn thiếu nữ vô cùng dễ thương, cho nên nghe cái tiếng nói rất là rôm rã của mấy cô nàng, ông cũng tham gia vào những câu chuyện. Bắt đầu nhà văn ta kể chuyện cổ tích, anh ta đón mò, tức là các cô là những cô gái vô cùng xinh đẹp, rồi xin bói về tương lai của các cô sẽ như thế này, như thế nọ, như thế kia. Và các cô gái thì mê tích thò lò, tại vì nhà văn nói chuyện thì thưa các vị, dĩ nhiên là sai đắm con người ta rồi. Thứ hai là ông khéo dịch chuyện. Và trên cả một đoạn đường rất dài, người ta tự nhiên có cảm tình với ông vô cùng. Ba người con gái cười khúc kha khúc khích. Nhưng mà nếu tinh ý thì có một người không nói chi nhiều, bằng đôi mắt sáng trong đêm và chăm chú nghe ông nói. Và khi ông kết thúc chuyện cổ tích của ông thì cái người đàn bà kia, bà nói một câu như ý chừng mà nói với nhà văn chứ không có nói với các cô gái. Bà nói là các em là những người có số phận rất là tốt lành, hy vọng rằng có một ngày nào đó các em sẽ ghé lại ở thành phố kia, thành phố Florence hay là thành phố gì của Ý đó. Và nếu tới đó thì hỏi gia đình quân tước gì đó, hỏi tên của cô ta, người thiếu phụ đó, thì ai cũng biết cả, người ta chỉ đường. Tức là thay vì đợi con người kể chuyện cổ tích để hỏi xin địa chỉ của bà, nhưng mà bà nói địa chỉ của bà để cho cái nhà văn kia biết. Và dụng ý của bà rất là tinh tế nhưng mà không qua mắt được cái nhà viết chuyện cổ tích kia. Thế rồi sau chuyến tàu, những cô gái chia tay, và chiều hôm đó, tối hôm đó thì ông đến gõ cửa nhà của một người mệnh phụ đó. Hóa ra đúng là bà là một mệnh phụ thiệt. Trang viên rộng rãi, sang trọng và đẹp đẽ, và một quân tước đã quá chồng rồi, vào cái tuổi cũng gần tuổi của ông vậy. Và ông gõ cửa cổng rất là đồ sộ, rất là thâm nghiêm. Nói theo truyện Kiều là thâm nghiêm, kính cổng cao tường đó mà. Mà còn nuôi nhiều con vạc rê nữa, không có ai vô được đâu. Đích thân chủ nhà đó mở cửa mời vô. Thì bà nhìn ông, cái bà nhận ra ngay đây là con người đã kể chuyện cổ tích trong đêm. Và con người này đã từng làm cho các trẻ em ở một cái vùng Bắc Âu, đứa nào cũng mê mẩn cả. Nhà viết truyện vô cùng hay đây. Nhìn ông, bà nói một câu là tôi đã đợi ông từ buổi sáng tới giờ. Tức là bà cũng biết rõ mười mươi rằng người này sớm muộn gì cũng ghé nhà ta. Thế nhưng mà tới chừng vô nhà thì ông nghĩ rằng đây là người đàn bà mà mình bị thần tình ái bắn mũi tên như rồi, chết mê chết mệt. Ông quỳ phục xuống, gục dưới đôi bàn chân của bà. Ông nói một câu là đây là lần đầu tiên tôi gặp, cũng là lần cuối cùng. Tại vì tôi biết rằng dù rằng bà yêu mến tôi như thế nào thì yêu mến, nhưng mà riêng bản thân tôi rất là sợ. Tại vì ông vốn dĩ không phải là một người như bao nhiêu người người ta thiêu dệt về ông. Không có điển trai là một, không có phong độ của người đàn ông là hai. Và chừng như ông nghĩ rằng nếu không sống với bà thì hình ảnh của con người viết chuyện cổ tích này vẫn còn lưu lại trong trái tim của họ. Mà nếu sống chừng ba hôm là bà đã văng ra cổng rồi, không có ngu gì sống hết đó. Cho nên chối từ hạnh phúc, không dám dừng lại, trong khi lòng của người đàn bà kia thì đang mở rộng. Bà thương là thương tài hoa của ông, chứ đâu phải nhìn cái hình dáng cao lồng khồng, mặt ngoài nhõn quắc như thế. Bà đâu có phải là thương cái hình dáng. Và cái câu chuyện thưa các vị nó cũng khá hay. Tôi không có khả năng đọc rộng nhiều, các vị thử mày mò đọc chuyện cổ tích mà coi. Đó là con người rất là kỳ lạ để cho chúng ta đọc. Thế rồi từ cái chuyện mình kể linh tinh trở lại cái câu kết của mình muốn thưa đó là thế này. Chừng như người ta rất là sợ sống với hạnh phúc của người ta đang có. Hạnh phúc quá chiều cạn, đó là nó nằm bên sau lớp sương mù. Sương mù tan ra rồi,
hoặc là bóng đêm không có mặt thì người ta ngỡ ngàng vô cùng, người ta thất vọng vô cùng. Hạnh phúc có chiều sâu thì thưa các vị, người ta chạm vô tới thì người ta kinh hoàng, người ta rút lui, người ta không dám. Và hôm qua trong buổi sáng thứ bảy, chúng ta có một buổi nói chuyện với nhau về vấn đề rất là quan trọng, đó là hạnh phúc là cái gì, nó có thật nó đời sống các vị. Bản chất của các vị có mặt giữa trần đời được làm ra, được cấu tạo để các vị hưởng được hạnh phúc, chứ không phải là để cho các vị khổ đau. Nếu các vị biết quay về nhìn cho ra bản chất thực của các vị thì các vị không mất chi cả. Mất là cái phiền não của các vị chứ không phải cái hạnh phúc của các vị. Những thứ gọi là cồng kềnh, phiền não, bản ngã của các vị cưu mang, các vị để cho nó tự rơi thì an lạc, hạnh phúc, thiền định nó có mặt, chứ không có gì khó hiểu cả. Hãy nhìn cho sâu vào bản chất của ta thì khám phá ra một điều, đó là bản chất thực của anh vốn là cái rỗng lặng tịch nhiên, vốn là tâm Phật bất động. Và ngang đó là các vị nếm được hương vị của an lạc, hạnh phúc, và các vị sẽ không đến nỗi hoảng loạn giống như cái nhà văn viết chuyện cổ tích kia, chạm mặt niềm vui, chạm mặt hạnh phúc rồi kinh sợ quỳ phục xuống, nước mắt nước mũi đầm đìa lại nữ thần hạnh phúc. Con đành chịu chết trong cái nỗi khó nghèo và khốn đốn cùng quẩn, chứ con không dám thưởng thức cái điều kiện hạnh phúc nó mời vào con. Câu chuyện khá hay ạ. Ta cũng thế, thấy bờ niết bàn rồi thưa các vị, thấy bản thể chân tâm thực, thấy mặt mũi thực của ta rồi, thế nhưng mà ta sợ vô cùng thụt lui lại. Con xin đảnh lễ mười phương chư Như Lai, thà để con chìm ở trong hôn mê chứ không giác ngộ. Giác ngộ thì còn cái chi nữa mà tự hào, không có cái buồn giận ghét thương cái ký ức gì của chúng ta nơi đó cả. Nó trạng thái nhận biết sáng ngời tĩnh lặng rất là kinh hoàng, cho nên mình không dám hạnh phúc, nghĩa là không dám chứng nghiệm trạng thái tự tâm là như vậy. Trong khi đó thì bản chất các vị có mặt đâu phải để nổi chìm trong phiền não tội nghiệp vậy, đâu phải để mình rước bao nhiêu cái tai họa xuống đời mình, để mình lăn quay trong nỗi khổ rồi mình kêu gào thần linh, mình khóc la, mình thấy sao mình mất mát cái này, mất mát cái kia, mình bất trắc cái nọ vân vân. Nhưng mà tất cả những thứ ấy thưa các vị, nó nào hề chạm được các vị đâu. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, mọi thứ nó là cái vỏ của các vị mang vào lâu nay, chứ không hề là bản chất thực của các vị. Ấy vậy mà ta sợ vô cùng. Cái lớp vô hồ bản ngã mà nó rách ra, nó rã ra bao nhiêu thì ta khốn đốn bao nhiêu, ta kinh hoàng bấy nhiêu, trong khi bản chất thực của ta thì không ai có thể tranh cãi được. Chính hắn là hoàng đế, chính hắn là hạnh phúc, chính hắn là thiền định. Nó rất là dễ hiểu. Khi nào lòng các vị mà tràn ngập được niềm vui thì lúc đó lòng các vị an nhiên tự tại, không cần tỏ thiền chi cả. Có được niềm vui, có được hạnh phúc thì lòng các vị bừng sáng là một, và an tĩnh lạ thường là hai thôi. Cho nên người ta mới mày mò hút áp phiển là như vậy. Tại vì cái trạng thái tâm thức lúc bây giờ thì nó chìm trong cái sự lãng quên, chìm trong cái trạng thái không còn nghĩ gì đến mình nữa, không còn chút bản ngã gì. Mấy bữa chiều thứ sáu ngồi với mấy đứa nhỏ, nó kể, nó thưa thầy, con bệnh mà cái cơn đau cơn nhức của con nó nặng nề, nó quằn quại, rồi họ cho con uống viên thuốc, cái tự nhiên con cười liền, thấy trời đất màu hồng hết, thấy đẹp. Cho nên người ta tìm hạnh phúc giả vờ giây phút ngắn bằng loại dược tính, bằng loại cần sa áp phiện, hoặc là vân vân, thì người ta chịu được, tại vì còn trở lại đời thường. Niềm đau của tôi vẫn còn để dành ở đó, tôi tạm lãng quên nó một chút rồi tôi trở về tôi lấy lại để tôi mang suốt cuộc hành trình trong chuyến tử sinh thì bằng lòng. Nhưng mà phải luyện hẳn đời mình vào cái vùng bất động thì lại không dám. Đó là cái lỗi lầm của chính ta. Do vậy cho nên thưa các vị, tu nó không có gì dễ bằng cả, mà tại mình không tu. Thành Phật càng dễ, mà tại mình không muốn thành, muốn là chúng sinh thôi. Đó là lỗi của ta chứ không phải lỗi của ai cả. Các vị thử nhìn lại coi, tới ngần này tuổi các vị có gì để mất không? Cái đã nhìn lại cái gốc gác đời sống của mình trong quá khứ cho tới hôm nay, các vị nói tôi mất cái này mất cái kia, nó vô cùng vô lý. Các vị đến trần đời này các vị có mang cái chi đâu mà bây giờ gọi là tôi mất.
nó bị mượn để sử dụng nó trong cuộc trần này 50 năm, 70 năm thôi. Ví như mà các vị đã mang kè kè, nó giống như là na tra, sinh ra đời đã có cầm càng không quyển trong tay thì các vị nó mất đúng chỗ này không. Có cầm ra khỏi mình mẹ cái viên kim cương nào đâu, cũng chưa hề cầm ra giữa trần đời này cái giấy chứng nhận tôi gửi ở công văn 5-3 triệu gì đâu có. Những điều đó toàn là những điều vay mượn cả. Để các vị cũng không hề có mặt giữa trần đời này bằng cái sợi chỉ hồng, sợi chỉ thấm gì người ta buộc các vị với một ai chưa thấy. Rủi ro làm sao người ta thiêu dệt cái chuyện thần tình ái bắn tên thôi, chứ còn ta có ai bắn ta đâu, ta tự bắn mình thì có, chứ có thần nào bắn đâu bị làm chi. Thần linh nào rảnh đâu mà đến mà cột chỉ giùm ta, mà bắn tên giùm ta đâu. Mình mê vọng quá rồi mình tự hại mình thôi. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là mình lỡ mình lâm vào cái tình trạng khốn khó vậy rồi mình rất là sợ, rất là sợ mất. Mình thích được chìm trong bóng đêm thôi, chứ còn rọi đèn soi mặt thì mình cũng không dám, mà lỡ có rọi đèn soi mặt rồi cũng năn nỉ thôi, đừng có bỏ tôi đi mất. Tôi biết mặt mày thực rồi đó, nhưng mà thôi kệ nó, chấp nhận vậy đi. Lỡ rồi đừng có là những cái vị thần tình ái rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi thì tội nghiệp cho tôi. Đúng là chúng ta là những người vô cùng vụng về giữa trần thế. Có một điều mình ghi mà mình không có đem ra đây rất là uổng. Mình kể câu chuyện đạo lý. Nãy giờ là chuyện trần thế, là chuyện đạo lý. Thế kỷ thứ 9 có một vị thiền sư từ Trung Hoa sang Việt Nam. Đó là Ngài Vô Ngôn Thông. Ngài đến chùa Kiến Sơ, tức là nó nằm ngoại vi của thành Hà Nội giờ, thưa các vị. Và trước đó thì chùa Kiến Sơ được một vị thầy tên là Ngài Cảm Thành, tên chi đó chứ không phải Cảm Thành, đến đó xây dựng. Và ông tu đó ít lâu nhưng mà lòng ông rất là buồn chán, tại vì ông nghĩ rằng tu nó chưa có thành đạt điều chi. Ở nơi đây thì làm hao cơm hao của tín thí, cho nên ông định là thôi rút trong sơn lâm và tu cho nó yên, khỏi làm bận lòng cho người Phật tử cư gia. Định đi rồi nhưng mà đêm đó thì thần linh về mách nên đừng có đi, ở lại đây, lợi ích nó sẽ đến với ông thôi, trong vài ngày lợi ích vô cùng lớn. Thế rồi ông nghe lời thần linh mách, ông ở lại đó. Thì đâu vài hôm gì thì có Ngài Vô Ngôn Thông từ Trung Hoa, Ngài lạc lõng xuống miền Nam Trung Hoa và băng qua biên giới Bắc Việt vào đến vùng đất thung lũng sông Hồng, ghé là chùa Kiến Sơ. Và khi ông đến thì ông chỉ ngồi quay mặt vô vách tọa thiền thôi. Thế nhưng mà Ngài Cảm Thành thấy phong cách của vị sư này vô cùng đặc biệt, cho nên ông hầu hạ cơm nước vân vân và hầu hạ thầy. Thế rồi nhiều năm đi qua, Ngài Vô Ngôn Thông, Ngài dạy cho con đường để tu tập. Thế rồi Cảm Thành ngộ đạo, sáng được tâm. Rồi sau đó thì Ngài Vô Ngôn Thông đâu khoảng chừng 60 ngoài tuổi, Ngài mất, thì di chúc lại những bài kệ cho Cảm Thành thay mình làm tổ. Vô Ngôn Thông là người thứ nhất khai mở dòng thiền, Cảm Thành là người thứ hai. Thưa các vị, sử tịch thiền của Việt Nam nó vô cùng nghèo. Cái quyển đó là quyển duy nhất được lưu dấu lại từ thời nhà Trần, tức là vào thế kỷ thứ 11, thứ 9, thứ 10, thứ 11 cho tới hôm nay còn lại một tác phẩm quý nhất của thiền phổ Việt Nam. Và họ ghi cái dòng thiền của Vô Ngôn Thông nó rất là kỹ lưỡng, và chính bản thân cái dòng thiền đó đời thứ 16, 17 gầy dựng nên cái dòng Trúc Lâm Yên Tử cho nhà Trần. Nhưng mà chuyện chúng ta nói là một vài câu nói của Ngài Cảm Thành trước khi Ngài tịch, và một vài câu Ngài tiếp tăng độ chúng, nó liên hệ đến những điều chúng ta bàn với nhau nơi đây, cho nên mình dẫn ra. Một hôm có vị tăng tới đảnh lễ Ngài, thưa một câu là thế nào là Phật. Ông trả lời một câu, và nếu mà chúng ta chưa từng học hành, chưa từng tu tập thì chúng ta thấy ông thầy này đúng là trả lời nó không ăn nhập gì hết. Ông trả lời câu là biến bản nhất thiết, tức là khắp nơi. Thế nào là Phật? Ông nói cùng khắp mọi nơi, cùng khắp mọi nơi. Rồi câu thứ hai, thế nào là tâm Phật? Câu đầu thế nào là Phật? Thì ông nói cùng khắp mọi nơi. Câu thứ hai, thế nào là tâm Phật? Thì ông hạ câu là chưa từng che giấu ông lúc nào cả. Thế rồi cái vị thiền khách hỏi câu thứ ba,
xin thầy từ bi chỉ cho con để cho con thể hội, nếu chưa từng che giấu mà tại sao con không thể hội. Thì ngài nói một câu qua mất tiêu rồi, ba câu thôi. Câu đầu là khắp mọi nơi đều có Phật, câu thứ hai chưa từng che giấu, câu thứ ba đã qua mất tiêu rồi, ba câu thôi, đủ để cho chúng ta làm ăn chưa? Thưa, rất là dễ hiểu chứ đâu có gì khó, phải vậy không? Tất nhiên là mình đi vô mình lấy thì nó mất công, mình ngồi xuống đây cái mình rất là nhát đi. Nhưng mà có một cái văn bản thiền quyển tập Anh, bữa nào chúng ta có dịp đem ra khai thác, nhưng mình khai thác đôi điều nó trùng hợp với điều mình muốn thưa. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái chuyện vô cùng dễ hiểu là mọi thứ hạnh phúc, mọi thứ an lạc, mọi thứ niềm vui nó không phải phát sinh từ những điều kiện bên ngoài. Mình tìm cầu nó thì không thể nắm bắt được. Thế nhưng mà mình không tìm cầu thì nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Mình càng rượt đuổi, mình càng nắm bắt thì thưa các vị càng xa vời. Nhưng mà các vị dừng lại an trú ngay phút giây hiện tiền, thắp sáng cái năng lực nhận biết của các vị, thì liền tức khắc cái trạng thái an lạc, an nhiên của tâm, tĩnh lặng của thiền định liền xảy ra, chứ không có gì xa xôi cả. Chỉ cần làm cho sáng bừng sát na hiện tiền với năng lực nhận biết của các vị, thì điều thứ nhất là niềm vui liền có. Điều thứ hai, niềm vui liền có thì khả năng định của các vị cũng xảy ra, tức là thiền định và niềm vui hai cái không rời nhau. Cái điều này rất dễ có kinh nghiệm. Ví dụ như ta có được niềm vui, có được hạnh phúc thì liền tức khắc tâm ta nó không có chạy đông chạy tay gì hết. Các vị để ý coi, khi mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình lo âu, mình trằn trọc thì tâm mình nó hoặc là chạy ngược hoặc chạy xuôi. Chạy ngược là gì? Lui về quá khứ, lục lọi hồ sơ buồn giận để buồn giận. Chạy xuôi nghĩa là hướng tới tương lai để toan tính ngàn vạn việc. Cho nên khi có phiền não, có bất an thì tâm các vị đang ngược, đang xuôi. Còn khi trạng thái an lạc có mặt, nghĩa là các vị đang dừng lại ngay phút giây này để sống, để thưởng lãm đời sống. Có thể thưởng lãm một ly chè, có thể thưởng lãm một tô phở ngon, có thể thưởng lãm một cảnh đẹp của buổi chiều, có thể đang ngắm một bông hoa, hay là có thể đang ngồi chơi với vợ, với con, hay là đang ngồi với chồng, vân vân. Trong cái trạng thái tâm thức tĩnh lặng, sáng bừng ngay hiện tiền thì hạnh phúc liền có mặt. Cái điều này nó cho chúng ta một cái chỉ dẫn là khi nào lòng an bình, thanh tịnh có mặt ngay hiện tiền, hay nói theo cái ngôn ngữ nhà thiền đó là sáng bừng ngay sát na hiện tiền, thì liền có mặt hai điều, đó là sự an lạc, hạnh phúc và trạng thái tâm tĩnh lặng. Hay ta dùng cái từ khác là trạng thái thiền định của tâm nó liền rớt xuống ngay nơi thân tâm các vị. Thế thì cái chuyện hạnh phúc hay là cái chuyện tìm Phật, thưa các vị, không phải là chúng ta chạy mà chúng ta tìm được, mà nó là cái gì phải dừng lại ngay nơi phút giây hiện tiền này thì nó liền có mặt. Rất là dễ để cho chúng ta xử sự với cái hạnh phúc của chúng ta. Cũng có nghĩa là nếu mình đừng muốn phung phí đời mình thì mình hãy dừng lại trên phút giây hiện tiền để sống, thì liền tức khác đời sống mình nó không phí phạm, nó trở thành phong phú, nó trở thành giàu có, nó trở thành cao quý và nó trở thành sâu sắc liền ngay phút giây hiện tiền thôi. Bằng không thì các vị cứ trượt trên đời sống thôi. Các vị ngồi đây, các vị hướng tới ngày mai, rồi các vị không hướng ngày mai thì các vị cũng nhìn về quá khứ để tiếc nuối, để ưu tư, để muộn phiền. Và tất cả những phương pháp thiền tập, cho dù đó là thiền Đông Độ hay là thiền tứ niệm xứ, hay là tất cả những phương pháp hiện tại người ta dùng để giúp chúng ta có được cái sự quân bình, gỡ bớt những căng thẳng đời sống, đều đi vào những phút giây quan trọng là đi vào hơi thở để thực tập mà thôi. Tại sao hơi thở nó quan trọng mà nó có thể dẫn ta đi vô cái con đường an lạc hiện tiền, giúp chúng ta có thể nếm trải được trạng thái niết bàn hay là trạng thái thiền định phúc lạc ngay hiện tiền? Tại sao? Nó giản dị vô cùng là không có một cái phương tiện nào nó đi vào bên trong bằng hơi thở của ta cả. Các vị hình dung coi là các vị muốn đi vào chiều sâu trong nội tạng của các vị làm cái chi? Trừ phi mình bị bệnh rồi người ta găm ống vào thì nó mới đi vô nội tạng được. Người ta muốn nội soi, người ta mới đưa dụng cụ vô chụp hình bên trong được. Còn bình thường thì không có cách gì cả.
Thưa đại chúng, là mình vừa thưa với các vị, không có một phương tiện nào bên ngoài giúp các vị đi vào bên trong tự thân của các vị bằng hơi thở của các vị cả. Những phương tiện khoa học gọi là nó cưỡng bức thân ta, nó đi vô bên trong nội thân, nó phi tự nhiên. Và đó là trường hợp vô cùng là miễn cưỡng, do gì tật bệnh mới làm cái chuyện đó. Chứ bình thường thì thưa các vị, những nhà tu tập, những nhà huyền môn thì ta tránh cái con đường đó. Ví dụ như dùng con đường đó thì các vị cũng không thể làm được. Bên trong nội tâm các vị sáng bừng, và năng lực nhận biết của các vị nó thẩm thấu vào từng tế bào bên trong của các vị. Chỉ có con đường duy nhất là con đường hơi thở đi vô thôi. Mình hình dung là hơi thở của mình từ quá khứ tới hôm nay 50 năm, 70 năm đi ngang qua, mình chưa từng làm được một việc là làm cho hơi thở của mình nó có phẩm chất sống động của sự nhận biết đi vô. Trong khi hơi thở nó không phải, nó chỉ vô buồng phổi của các vị rồi nó đi ra như ta nghĩ bình thường. Mà hơi thở chúng ta nó thấm tới từng làn da của chúng ta, từng lỗ chân lông đều có hơi thở đi ra cả. Ta có thể thở từng lỗ chân lông. Nhưng mà cái quan trọng hơn là hơi thở nó đem luôn cái phẩm chất sự nhận biết thấm nhuần toàn bộ cơ thể. Nếu mà chúng ta đọc vào những bài kinh Đức Thế Tôn dạy về phần đầu niệm thân, trong cái phần niệm hơi thở thôi, thì các vị thấy ra được điều này. Hít vào nhận biết hơi thở tôi đang đi vào, thở ra tôi biết hơi thở tôi đang đi ra. Hít vào làm cho an tịnh thân hành, thở ra làm cho tâm tôi lắng dịu, vân vân, tới 16 phương pháp thở thưa các vị. Và nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì từng hơi thở đều có một công năng, đó là đầu tiên làm cho tâm các vị an, tâm các vị lắng, để có được cái định lực nhất định khi đặt tâm vào hơi thở. Rồi dần dần làm cho thân các vị yên, làm cho những cảm thọ nơi thân của các vị dịu xuống, nhẹ xuống, làm cho hơi thở đi khắp cùng cơ thể của các vị. Và tóm là một điều thưa các vị, cái ý đầu đó là hơi thở nó phải thấm từng tế bào của các vị. Hơi thở vật lý nó đã đi tới từng tế bào rồi. Rồi cái hơi thở của người có năng lực tu là từng hơi thở có sự nhận biết của năng lực trí tuệ đi vô, tức là năng lực tâm thức đi vô cả một cái chiều dài và chiều ra hơi thở. Thế thì hơi thở nó mang năng lực của ánh sáng nhận biết đi khắp châu thân của các vị. Mình đừng nghĩ rằng mình không có quyền điều tiết được nhịp tim, không có quyền điều tiết được động mạch của mình. Những người luyện yoga, những người căn cứ trên hơi thở, người ta có thể ra lệnh cho tim ngừng đập được, máu tạm dừng được, não tạm đóng lại để chìm vào giấc ngủ sâu một vài tháng được nữa kia. Và chuyện này chỉ có thiệt chứ không phải là cái chuyện truyện ký nó ghi rồi nó lừa gạt gì ta thứ không. Các vị đọc hành trình về phương Đông của Nguyên Phong dịch thì có điều này, đó là chuyện thiệt. Và rất nhiều nhà huyền môn Ấn Độ bây giờ vẫn còn, người ta có thể chìm trong cái cơn định 10 ngày, 20 ngày không thở như một xác chết. Thế thì thưa các vị, hơi thở có phẩm chất nhận biết đi vô, điều thứ nhất là từng hệ thần kinh nội tạng của các vị nó được ý thức của các vị làm cho sống động lại, để có thể tươi mới lại, sống động lại, làm chủ lại đời sống thân vật lý của các vị. Mình có quyền ra lệnh cho tế bào của mình nó nghe lời mình nữa kia. Và bình thường cái cơ chế miễn nhiễm của các vị cũng có nghĩa là nó được điều động bằng hệ thần kinh mặc định. Mình dùng cái từ đó chắc cũng đủ dễ hiểu, tức là khi sinh ra một hình hài, cơ thể chúng ta nó có một cái chương trình cài sẵn rồi. Cho nên máu của các vị luôn vận hành như vậy, tim các vị luôn đập dù các vị ngủ rất sâu. Cái sự tái phục hồi của cơ thể và cái sự trẻ trung hóa của toàn bộ máu của các vị nó được lọc luyện qua tim, qua phổi, nó đã được lúc mới vào thai mặc định như vậy rồi. Cho nên không cần ý thức vận hành chi, mà nó tự nhiên nó hoạt động liên tục cho tới ngày các vị trả hình hài về cho các bụi thôi.
Thế nhưng mà không có nghĩa là cái chương trình đó nó không bị trục trặc. Chương trình của máy vi tính, thưa các vị, có khi các vị sử dụng mà nó không hợp lý thì nó cũng bị hư cái chương trình của máy nữa kia mà. Mà chúng ta sử dụng có hợp lý không với cái chương trình mặc định từ lúc chúng ta vào đời? Không hợp lý lắm. Mình tàn phá mình quậy phá cái chương trình của mình, mai mà còn sống đó, thông thường thì nó cũng nổi điên lên bất thường là chuyện rất dễ xảy ra thưa các vị. Máy của mình thuộc cái dạng yếu yếu mà mình ra lệnh một lần nhiều chức năng, máy nó đứng lại liền, nó lóc lại liền. Tôi dốt lắm, tôi làm chút việc trên máy thôi mà tôi nghĩ cái điều này chắc ai cũng biết cả, mình nói chắc đúng phải vậy không? Và những cái thao tác của những em bây giờ rất là nhanh, đến nỗi là cái loại máy mà cực mạnh nó thao tác, nó chơi game thôi, coi chừng máy cũng cháy luôn nữa, làm không kịp với nó. Còn cái đầu ta thì nó nhanh hơn cái dạng tay chân ra lệnh rất là nhiều. Thế thì các vị hình dung cho tới bây giờ, các vị đã sử dụng cái hệ thống mặc định thần kinh của các vị, nó lung tung trong này đến cái độ là nó căng thẳng, đến độ là nó nóng lên, đến độ là nó mỏi mệt, đến độ nó trùng xuống. Mai phước mà vẫn còn có cái điều kiện thiên nhiên tạo cho các vị mỗi ngày một đêm, cái sự nghỉ ngơi thư giãn ngủ của các vị nó làm cho cân bằng lại chút ít đó, bằng không thì hưởng tuổi thọ không đến gần ngày đâu. Mình hủy hoại mình một cách rất là tội nghiệp kia mà. Thế rồi từ cái điều đó mình nhìn lại, thưa các vị, máy móc mà còn mỏi mệt, huống nữa là hệ thần kinh của chúng ta. Cái tình trạng mặc định dù nó tốt mấy lúc vào đời, nhưng mà nếu các vị không khéo duy trì thì nó cũng sẽ bị tai biến, bị sự cố, bị điên khùng, bị hư hại hệ thần kinh là tự nhiên thôi. Còn nếu các vị biết duy trì, biết nuôi dưỡng bằng từng hơi thở, có năng lực chánh niệm nhận biết đi vô, giống như là các vị quét một lần sạch những cái rác rưởi trong máy của các vị, đào thải hết những cái cặn bã ra để tái lập lại hệ thống sinh động của hình hài thân tâm của các vị. Thế thì ngay hơi thở có sự nhận biết đi vô thì các vị đã nuôi được từng tế bào vô cùng sống động, để cho hệ thần kinh trung ương có thể điều khiển được cái hệ nội tiết tố là một, cái hệ miễn nhiễm cơ thể là hai, vô cùng tốt lành. Và người nào họ sống với một tâm thức tràn đầy niềm vui hân thưởng cuộc đời, ít lo âu, ít phiền muộn, ít căng thẳng, họ không có một cái nhu cầu rượt đuổi ngược xuôi, thưa các vị, người đó tự nhiên họ trẻ lâu hơn ta nghe, họ sống dai hơn ta nghe. Và chắc điều này đúng chứ hả? Và chắc chắn một điều thưa các vị, người đó họ sống giữa trần đời này, cái phẩm chất đời sống họ cao hơn mình gấp hai lần này. Họ ăn một miếng ăn dù nó bình thường nhưng mà thưởng thức được hương vị trọn vẹn. Họ ngồi chơi giữa thảm cỏ xanh, họ cảm thấy lòng họ tràn đầy hạnh phúc. Rồi họ ngồi trong nhà, họ uống cốc cà phê, uống cốc trà, uống cốc nước lạnh, hoặc là họ ngồi không làm gì cả, lòng cũng tràn đầy niềm vui. Còn chúng ta thì, thưa các vị, đủ thứ máy móc lung tung hết mà vẫn không có niềm vui. Ngày tháng nó vẫn ủ ê. Và chúng ta thì ăn đủ thứ thức ăn mà thức ăn nào cũng không ngon cả. Tại vì lòng mình có đậu lại nơi buổi ăn đâu. Mình đang ăn nhưng mà lòng mình nó nghĩ lung tung chuyện, nó ngược, nó xuôi mà. Và mình có đi du lịch thì thưa các vị cũng không hề thưởng thức được cảnh chi mà đẹp cả. Vừa bước lên xe thì mình nghĩ đến cái chuyện, thôi thì đi mấy ngày rồi về làm công việc ở nhà, công việc nó đang đợi, thế thì có du lịch gì đâu. Chẳng qua là cái chuyện lên xe để thay đổi không gian, thay đổi môi trường, nhưng mà thực sự thì ta không ngắm được cái chi cả. Mắt thì nhìn, nhưng mà tâm thức mình nhìn nó đi chơi rồi. Thế cho nên du lịch cũng uổng tiền mà thôi. Rồi đến tiệm ăn dẫn nhau, nào người thân, nào bạn bè, nào chồng với con, vân vân, nhưng mà cũng uổng tiền vô cùng. Tại vì các vị có ăn bao giờ đâu. Vô tiệm, rồi nào là ồn ào, nào là tiếng nhạc, nào tai mắt mặt mừng, rồi tâm thức thì nó cứ ngược, cứ xuôi, cho nên thức ăn dù có ngon, ta cũng không hề nếm được hương vị. Thế thì thưa các vị, với một người tâm thức họ giản dị, bớt ngược, bớt xuôi, họ đã nếm được hương vị an lạc giữa cuộc đời này gấp hai lần đời sống chúng ta. Với những người có tu tập thì họ lợi hơn nữa. Tâm thức của họ an trú ngay sát na hiện tiền để thưởng lãm cuộc đời họ từng phút từng giây, thưa các vị, là người này
họ lời gấp 100 lần so với đời sống chúng ta. Phút giây nào cũng là niềm vui của họ cả. Phút giây nào họ cũng tràn đầy sự mãn nguyện hết, không giống như mình. Rồi phút giây nào với bất cứ việc chi họ cũng thấy tràn đầy niềm vui. Họ làm việc chi họ cũng vui, chứ không phải là tôi phải tu tôi mới vui. Kỳ thực là khi lòng tràn đầy sự hân thưởng cuộc đời và đầy hỷ lạc thì các vị ngồi đâu hỷ lạc nó cũng đi theo. Còn các vị mà tìm nó thì nó không đến. Bên trong của chúng ta nó biểu hiện ra đời sống bên ngoài. Cho nên với người thấy được đạo, với người sáng được tâm, hay nói một cái từ gần là với người tâm thức bớt ngược xuôi đi, an trú ngay phút giây hiện tiền để thở vào thở ra thôi, không cần làm chi nhiều đâu, thì họ đã làm được một việc là đời sống của họ nó giàu có phẩm chất cao quý nè, họ sống thâm sâu nè, họ có nhiều hạnh phúc hơn ta. Và cuộc đời họ trải dài theo chân họ không có một phút giây nào là sự buồn chán ủ ê sầu tủi đau thương gì hết. Chuyện này thiệt lắm à, quý vị tu rồi thấy nó thiệt, chứ mình không có lừa gạt các vị làm chi đâu. An trú tâm ngay phút giây hiện tiền thở thôi thì mọi thứ buồn phiền sao động đời sống tự nhiên nó rơi ra khỏi thân tâm ta. Và có gì là ghê gớm đâu, thở là cái chuyện bình thường. Nhận biết hơi thở đi vào đi ra là cái ai cũng có thể làm được cả, và không cần bỏ tiền ra mua, và nó có liền ngay bây giờ ở đây. Thở là cái các vị đang sử dụng hàng ngày, rồi nhận biết là cái có mặt từ bé thơ tới giờ chứ có thiếu vắng chi đâu. Có điều mình bỏ quên, có điều mình cứ ngược với xuôi, mình cứ nghĩ cái chuyện trời trăng mây nước thì mình quên đời sống con người quan trọng nhất là hưởng thụ được niềm vui, hân thưởng được cuộc đời. Mà hân thưởng tuyệt vời nhất, gần nhất là hân thưởng từng hơi thở đi vào đi ra cái đã. Và người nào có sự thực tâm này, thưa các vị, thì tâm thức họ lần lần chìm vào chiều sâu của chính tự thân họ. Họ chìm vào bên trong họ, chuyện rất dễ thôi. Tâm thức nó sẽ không còn xẹt tới xẹt lui nơi nào hết. Nó chìm vào bên trong tự thân. Rồi dần dần nó phát sinh một điều rất là tự nhiên, đó là thân các vị năng lực nhận biết sáng bừng từ bên trong ra tới bên ngoài. Tại vì mình đưa năng lực nhận biết theo hơi thở đi vô trong thì nó phải sáng bừng từ bên trong với năng lực tỉnh tại hiện tiền chánh niệm. Nó phải như vậy, không có gì khác hết, chắc như thế. Các vị làm đi, rồi các vị thấy nó rất là rõ ràng, nó rất là hiệu quả như vậy. Ở đây có một vài câu thi kệ của thiền sư Ngũ Duệ. Ngũ Duệ Hòa Thượng là cái vị thầy kế thừa sự giác ngộ nơi Mã Tổ Đạo Nhất. Và ông có một bài kệ rất là hay. Bài kệ đó như thế này, mình đọc cho các vị nghe và giải thích, rồi chúng ta ghi mấy dòng lên bảng. Diệu sắc chân thường, bổn vô sinh diệt, pháp thân viên tịch, ninh hữu khứ lai, thiên thánh đồng nguyên, vạn linh nhất triệt, ngô kim thị diệt, bất giả hưng suy, vô cưỡng lao hình, tu tồn chánh niệm. Mình giải thích từng câu đầu. Diệu sắc chân thường, bổn vô sinh diệt, pháp thân viên tịch, ninh hữu khứ lai. Diệu sắc chân thường tức là cái pháp thân thanh tịnh của các vị vốn là thường tại hiện tiền, chưa từng dời đổi, chưa từng đến đi. Nó là cái rất thật của chính các vị, đó là diệu sắc chân thường. Câu thứ hai giải thích rõ hơn là bổn vô sinh diệt, vốn nó không sinh diệt. Pháp thân của các vị hay là tâm Phật bất động của các vị, hay là trạng thái niết bàn của các vị, hay là mặt mũi thực của các vị, nó nhiều từ vậy để cho chúng ta có thể nhìn từ nhiều góc. Nó vốn là không sinh và không diệt, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm của từng người chúng ta nơi đây. Gọi là diệu sắc chân thường, bổn vô sinh diệt, pháp thân viên tịch, ninh hữu khứ lai. Và cái pháp thân ấy nó tròn sáng lặng lẽ tỉnh tại thường hằng, nó chưa từng đến chưa từng đi gì trong đời sống của anh cả. Anh vừa có mặt giữa trần đời đã có nó rồi. Dù anh lao khổ nhục nhằn, anh khổ đau trần lụy, anh nổi chìm trong ngàn vạn cái đắng cay giữa cuộc sống này, thế nhưng mà chỉ cần anh
Chờ nhận ra thì anh liền hưởng thụ được, anh liền thọ dụng được cái từ ngày xưa gọi là thọ dụng. Anh liền thọ dụng được, nhận ra là thọ dụng được, nhận ra là dùng được. Còn mình chưa nhận ra, mình mập mờ thì mình không dùng được. Chứ còn đúng ra nhận ra có niềm tin thì liền tức khắc ta sống được, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và thưa các vị, mình dùng vài cái ví dụ để cho các vị dễ nắm được điều này. Ví dụ gần nhất, nhưng mình đã từng ví dụ tới 1001 lần, rất là dễ hiểu. Mình cứ ngỡ lầm rằng mình là cái ưu tư, cái phiền muộn, cái hờn giận, bất an, cái tâm thức lao xao phù động này. Trong khi bản chất thực của các vị không hề là những cái lao xao, buồn giận, ghét thương tràn ngập, khó chịu vô cùng như vậy đâu. Và bản chất thực của các vị chính là cái nhận biết nằm phía sau đó. Nó như ánh đèn rọi sáng tất cả những cái phong màn phía trước. Chứ nó không phải là cái phong màn, không phải là màn ảnh chạy ngược chạy xuôi mấy trước. Thế mà ta cứ lầm, ta cứ nhận lầm mình là cái cảm thọ, mình là nỗi vui buồn, mình là bao nhiêu điều phiền muộn. Thế nhưng mà có điều lạ đó là dù anh có lầm lạc bao nhiêu năm, dù anh có nhận chìm đời anh trong nỗi khổ nhiều kiếp, thế nhưng mà chỉ cần một lần tỉnh giấc, một lần nhận ra thì liền tức khắc có thể cắt đứt được những cái thứ phiền não khổ đau này, rời khỏi đời sống tâm thức các vị ngay. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ. Các vị chỉ cần thực tập một điều: tôi là người thấy, những cái phiền não là cái bị thấy, thì ngang đây luận lý nào cũng chấp nhận là cái bị thấy không phải là ta. Ta là cái thấy, ta là chủ thể thấy, chủ thể nhận biết, ta không hề là cái đối tượng bị biết, bị nhận thấy bao giờ. Nó rõ ràng chứ không có gì mà khó hiểu cả. Thì các vị hình dung ra là có nỗi buồn nào, nỗi thất vọng nào, nỗi ủ ê nào, nỗi trầm cảm nào mà không phải là cái bị các vị nhận diện đâu. Các vị đều có quyền nhìn ra mặt mày của từng tên một trong vùng tâm thức của các vị. Có điều mình vụng về là nó sinh khởi mình quá sợ, quá hoảng loạn, cho nên mình chạy trốn, mình la làng la xóm, mình không dám đối mặt với nó. Còn nếu mình có chút gan á, mình chỉ cần nhìn thấy nó thôi thì các vị sẽ thấy là nó không có gì ghê gớm cả. Chưa nói chi chuyện xa, tôi mới gặp hồi 12 giờ đây, ở đây đệ tử thôi, nó làm cho tôi cũng lên ruột. Đầu tiên tôi nghe khóc râm ri, tôi nói cái đứa con nít nào mẹ nó bỏ đi đâu mà nó khóc như thế này, tội nghiệp vậy. Và tới chừng mình bước ra khỏi phòng thì hóa ra là có vài con gián gì thôi mà nó khóc lên như là một em bé. Và thưa các vị, tâm thức ta nó giống như thế đó. Mình có một cái ấn tượng rất là kinh khủng về con chuột hay con rắn. Có người thì không sợ gián mà người lại sợ chuột nha. Gan cùng mình không biết sợ chết là gì. Thế nhưng mà thấy chuột rồi là ngã đuổi ra chết, và phải kêu bác sĩ cấp cứu đó chứ đâu có phải chuyện đùa. Ở đây mấy đứa đó thì nó không sợ chuột, nó còn không sợ rắn nữa, mà thấy gián là con vậy đó, khóc thôi là khóc. Mình tưởng là nó đứt tay đứt chân gì, nghe mình cũng hoảng loạn. Nó úi chà, cái chuyện gì mà nó khóc dữ dằn như thế. Là từ cái chuyện ví dụ đó trở lại đời sống bên trong của các vị, kỳ thực là những phiền não khổ đau của các vị nó không phải là ma là quỷ ba đầu sáu tay gì đáng cho ta kinh khiếp. Cái nỗi chết chóc thảm thê hay là cái nỗi mất mát vô cùng to lớn nó cũng không phải là cái gì ghê gớm cả. Rõ ràng là đời người, thưa các vị hãy nhìn khắp thiên hạ coi, nhiều người họ bị đọa đày chìm sâu với dũng lầy ấy vậy mà họ không chết. Tại vì nó vốn vô thường, nó đi ngang qua rồi người kia đứng lên. Nếu khổ đau mà nó có thiệt thì dưới gầm trời này không ai sống được đâu nghe. Còn nó vốn là cái không thật, do vì nó đến rồi nó đi. Thế mà chúng ta, thưa các vị, chừng như là rất là sợ giáp mặt với nó, giáp mặt cuộc đời, ta kinh sợ. Ta gặp nó là ta hoảng loạn, ta chạy trốn, cho nên nó mãi rượt đuổi ta. Ví như mà các vị gặp với con chuột hay gặp con gián hay gặp con rắn, các vị cứ đứng hiên ngang, các vị nhìn nó coi, nó làm cái chi mình. Không có loài động vật bé nhỏ nào mà nó dám tấn công con người á, trừ khi con người giậm lên đó. Rắn thì thưa các vị cũng chưa hề cắn ai, chỉ trừ phi các vị chạm vào nó thôi, chứ còn nó thấy mình thì nó đều đi chỗ khác cả. Có một lần tôi suýt bị rắn rung chuông cắn tôi, do vì bạn đi xuống từ trên đỉnh đồi Yên Tử xuống tháp Thầy Giác Thanh thì không có hắn, mà tới chừng lên, mình lên thì mình đang bước vậy, mà cái loại đó thì thưa các vị da của nó rất tiệp với màu cỏ khô,
mình vừa dậm chân bước lên nấc thang cái ở bên trong đó, nó kè một tiếng, nó làm cái tiếng rất là kinh khiếp, cái mình thụt luôn cái chân, nó úi chà, gọi nhau chi vậy cậu, tôi chưa biết sợ trên đời đất trời chi hết, nhưng mà tôi sợ trúng gió thôi chứ còn thế này không sợ. Thiền sư không sợ chết mà sợ trúng gió thôi, rắn mà có nghĩ gì đâu mà cậu làm cho tôi hoảng loạn vậy. Thế là mình đứng thì nó từ từ nó bò vô trong chứ không cần nổi thưa các vị. Rồi các vị cũng làm cái điều này với phiền não các vị coi, không cần đuổi, các vị chỉ cần đứng yên ở đó nhìn nó thì phiền não nó bò, dù dữ như rắn rung chuông cũng bò đi thôi. Chuyện nó là như vậy. Và cái điều hẳn nhiên đó là bản chất của ta không phải là những loại phiền não kia. Những loại phiền não như buồn, như giận, như ghét, như thương, như trần lụy, khổ đau, thất vọng, tuyệt vọng, vân vân. Có thể kể luôn một ngày chưa hết những cái tên tuổi của những loại phiền não, nhưng mà thưa các vị, đó là cái bên ngoài của các vị, nó là cái bị các vị nhận biết, chứ không hề là bản chất của các vị. Mình chỉ cần làm một việc giản dị, đó là hãy dừng lại nhìn nó là nó đi chỗ khác, nhìn lại đối với loài độc vật bên ngoài thì nó đi chỗ khác. Nhưng mà các vị dừng và nhìn tâm thức của các vị, nhìn buồn giận của các vị thì nó bốc hơi bay đi mất, chứ không cần nó bò đi đâu hết. Nó không có đường đi đi, tại vì nó không thật. Nó chỉ hiện diện với bóng đêm thôi. Còn nếu các vị mang năng lực nhận biết đi vào bên trong tâm thức, các vị dùng con mắt tuệ giác của các vị nhìn nó thì liền thức khắc nó bốc hơi bay đi. Nó không phải là cái có thật, nó là cái giả vờ do ta mời gọi về, do ta tạo thành, nó là ảo giác của ta chứ không phải là thật bao giờ. Trong khi bản chất thực của các vị là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Từ cái điều này ta nhìn ra thưa các vị, cái bản chất thực của ta nó vốn là chân thường, nó vốn vô cùng đẹp đẽ, diệu sắc. Có nghĩa là trạng thái an lạc hạnh phúc, trạng thái thiền định, trạng thái hỷ lạc là cái gì nó có mặt thực hữu nơi đời sống các vị. Đã có nhiều lần mình thưa đó là ta sống giữa trần đời này, ta đến nhân gian này không có nghĩa là để chịu khổ, mà chịu khổ là do vì mình muốn thế thôi. Khổ không phải là cái gì bên ngoài cả, mà do cái thái độ của anh đối với đời sống nên khổ. Nếu nói nghèo là khổ thì thưa các vị, trên hành tinh này bao nhiêu con người nghèo? Cái thành phần giàu đủ ăn đủ mặc thưa các vị ít ỏi vô cùng so với hàng vạn sinh linh trên hành tinh này, người ta đang vô cùng thiếu thốn. Và hàng vạn con người vô cùng thiếu thốn kia, thưa các vị, có khi đời sống của họ không khổ như những người giàu. Những người giàu ngất ngưỡng trên đống tiền, thưa các vị, có khi họ tự sát, cho những người nghèo kiếm một ngày đủ một bữa ăn dường như ít nghe ai tự sát lắm. Và dường như đời sống của những người dân cư chậm tiến ở những vùng quốc gia xa xôi không có điều kiện phát triển như nước Mỹ, các vị kiếm cái chuyện mà ly dị dường như không có nữa. Lạ. Mình nhìn đời sống của những người giàu và những người trung lưu thì thấy người trung lưu có khi hạnh phúc nhiều hơn người giàu. Họ có thì giờ chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng, chăm sóc vợ, chăm sóc con. Người giàu thì cái nhà của họ là phi cơ chứ không phải là cái nhà của họ, thưa các vị. Là một nhà kinh doanh, là một doanh nhân thì họ đi phi cơ nhiều hơn ngồi ở nhà. Và họ với công việc gắn liền chứ không có gắn liền với tình cảm gia đình. Thì so sánh trung lưu và người giàu thấy hai cái sự cách biệt và nói rằng hạnh phúc chưa chắc ai hạnh phúc hơn ai. Dự những tiệc đình đám linh đình và vô cùng sang trọng trong những bữa tiệc, thưa các vị, chỉ là cái sự giao tế với nhau, còn tìm một chút tình bằng hữu chân thật dường như rất là khó kiếm. Trong khi đó thì mấy cái anh chàng nhà quê đi cày đi cấy cuốc ruộng một ngày trời, bán lưng cho trời bán mặt cho đất, nói theo ngôn ngữ bây giờ tức là đưa cái lưng phơi nắng rồi cắm cái đầu xuống mà làm dưới mặt đất. Thế nhưng mà chiều ảnh vứt cái cuốc một bên là ảnh có một buổi tối vô cùng hỉ hả, mà đâu có cần nhiều, nửa xị rượu đế thôi. Và họ có được một cái tình bạn có khi còn chân thành hơn là cái tình bạn trong những cái đình đám lễ hội lớn của những doanh nhân, vì họ gặp nhau là để giao tế, để lợi dụng lẫn nhau để làm ăn thôi, chứ còn cái tình bằng hữu chân thành dường như nó không tìm ra đâu. Thế thì hai đời sống giàu và nghèo chúng ta thấy nó có sự cách biệt với hạnh phúc tự thân. Và từ điều này thưa các vị,
Hạnh phúc là cái tự nội chứ không phải là cái bên ngoài. Tất cả những hình thức thưa các vị, nó không phải là cái điều kiện để hạnh phúc, mà cái tự nội sâu xa nhất là cái các vị đang có. Cái này đây, cái bản chất an lạc, bản chất tỉnh tại, bản chất thiền định, nó đang có mặt. Khi trạng thái hài lòng của các vị vừa có mặt, và cái con đường này nó chỉ đến với những người, với những người mở được cánh cửa, nhận ra đạo và có được con đường tu tập, thì họ nếm trải được hương vị này. Diệu sắc chân thường, bổn vô sinh diệt, pháp thân viên tịch, ninh hữu khứ lai. Pháp thân của các vị nó đã tròn, đã đầy, đã sáng tỏ, đã hiện tiền, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt gì cả. Và pháp thân là cái gì nơi các vị đấy? Cái dễ hiểu nhất là cái trạng thái nhận biết tịch nhiên hiện tiền, không có thầm thì ngôn ngữ tiếng nói gì trong đây, gọi là pháp thân. Chứ không có gì mà ghê gớm, không có cần phải lý luận dông dài bằng cái từ ngữ Phật học gì cho nó kêu xa khó hiểu. Cái nhận biết mà đặt tên, mà lầm thầm, mà nói năng, mà lý giải, thì cái nhận biết ấy nó đi vào cái tầng, tầng chi? Tầng chia chẻ tâm thức, cái tầng hướng ngoại. Nhưng mà khi cái sự nhận biết nó đơn thuần chỉ là sự nhận biết mà không có đặt tên, không có suy tư, không có gán ghép, không có lý luận, không có gì cả, nhìn cái sự nhận biết nó sáng bừng, thì gọi là sự nhận biết bất động đơn thuần của trạng thái tâm bất động có mặt liền nơi các vị. Dễ hay khó? Làm sao mà khó được? Nó có mặt liền bây giờ ở đây. Các vị nhìn coi có cái gì mà che mắt các vị mà không biết không? Âm thanh tôi nói cuồn cuộn ra, có tiếng nào các vị nghe mà các vị phải hỏi lòng hai ba chữ là ông đang nói cái chi vậy, không biết gì, ông nói gì, dường như cái tiếng gì chứ không phải tiếng Việt Nam, thì các vị không biết. Còn này, từng tiếng Việt tôi nói ra, tiếng nào các vị cũng nhận ra, thế thì cái nhận biết nó sáng bừng ngay nơi tai của các vị, sáng bừng ngay nơi mắt của các vị. Bất thần ai đốt một nén trầm ra đây, phất ngang mũi, thì các vị liền biết liền, không cần phải phân biệt gì cả, không cần phải lý luận cái mùi này sao giống cái mùi hoa lại thứ khóc. Nó phất ngang liền biết đây là mùi trầm liền thôi. Thế thì cái nhận biết chưa bao giờ đóng kín cánh cửa nơi sáu căn của các vị. Nó hiện tiền, nó hiện diện, nó rõ ràng, nó sáng bừng, nó không có một cái chữ nghĩa tiếng gì để đặt vô trong sự nhận biết, ta gọi là sự nhận biết đơn thuần. Và trạng thái ấy mình bỏ quên 10.000 năm, thế nhưng mà các vị nhận ra thì các vị liền sử dụng y như chư tổ và các vị Thế Tôn đã sử dụng, cũng như thế, không có khuyết một phần nào cả. Cũng có sự nhận biết sáng bừng hiện tiền như vậy, không thêm cái gì cả, không mất cái gì cả. Ngộ cũng không thêm, mà mê thì cũng không mất, nó chỉ tiềm ẩn đó thôi. Do vì ta vụng về quá, ta chạy ra ngoài hình tướng, ta thấy ta là buồn là giận, chứ nếu ta quay về ta là cái biết thì liền tức khắc ta sử dụng được. Ta sử dụng được có nghĩa là chi? Có nghĩa là liền tức khắc mình rời cái vùng trời phiền não của trần lao, mình đứng vào không gian bất động của tâm bất động liền, chứ không có phải là cần mất một chút thời gian nào cả, thưa các vị. Một, anh chìm sâu trong nỗi niềm buồn giận, anh đồng nhất anh vào nó. Hai, anh là cái biết thì anh liền tách liền ra thôi, không có một phút giây nào gọi là chần chừ và mất thời gian công sức gì cả. Và khi nhận ra điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, thì anh thấy là bản thể của anh, cái năng lực không sinh không diệt là cái anh đang sở hữu đây, anh thọ dụng nó thôi à. Anh chỉ cần sống với nó, sử dụng nó, đi đứng ngồi nằm, mở mắt nhắm mắt gì anh cũng an trú trong trạng thái ấy, thì gọi là thọ dụng pháp thân của anh. Chứ có gì mà khó hiểu đâu, nó vô cùng dễ mà nó vô cùng dễ hiểu. Và cái điều thứ ba là nó vô cùng dễ sử dụng. Một là anh sử dụng được, hai là anh không sử dụng được, chứ không có gì mà có một bức màn che chắn hay là có cánh cổng, có năm ba chìa khóa gì gài và trở ngại con đường của chúng ta thành đạt điều này. Tu là cái chuyện nó vô cùng dễ và cái nhu cầu tất nhiên của một tâm thức tiến bộ, chứ không phải là anh phải quy y Phật anh mới tu. Không phải là vì lý do là tôi muốn cho có phước hay là gì, thưa không. Trạng thái tâm thức mình nó vươn lên đỉnh của đời sống thì tự nhiên cái con đường này nó mở ra thôi. Khi gánh nặng của trần thế,
Khi nỗi buồn nó đè nặng đời sống anh thoáng thấy được là cái nỗi buồn tự nhiên nó lỏng ra, cái mình thấy lòng mình ôi nó chơi vơi, lòng mình nó là không gian thoáng đãng. Thì các vị thấy cái nhu cầu trạng thái tâm thức này nó là cái điều tự nhiên nó phát sinh. Thì các vị tìm về, các vị sống với nó, sống được với nó thì người ta gọi là sống được với đạo. Và sống được với nó thì gọi là sống với trạng thái pháp thân. Thế thôi. Không phải tìm cầu, nó là cái có sẵn ngay trong tự thân năm uẩn của anh. Bản chất của nó vốn là phi phàm phi thánh, bản chất của nó vốn là không sinh không diệt. Và nó là cái có mặt ngay bây giờ và ở đây từng bước anh đi, chưa hề rời đời sống anh lúc nào cả. Cái biết thưa các vị nó có rời lúc nào với đời sống các vị đâu. Nếu mà người kia không biết thì phải gọi Amalang tới rồi, chìm vô hôn mê rồi, sắp chết tới nơi rồi. Còn các vị còn đứng, còn đi, còn nói, còn cười, thế thì không có lý do gì mà các vị không nhận ra được điều này cả. Nó là cái rất dễ dàng, chỉ cần sử dụng mà thôi, chỉ cần thọ dụng mà thôi. Diệu sắc chân thường, bổn vô sinh diệt, pháp thân viên tịnh ninh hữu khứ lai. Rất là dễ hiểu. Tóm lại, cái bài kệ này tặng cho chúng ta cái món quà là bản chất Phật, bản chất Niết Bàn là cái nó đang hiện tiền. Anh đang ở trong trạng thái Niết Bàn mà anh chạy trốn nó thôi. Hạnh phúc là cái anh đang có quyền hưởng thụ nó mà anh sợ nó quá, anh chạy trốn thôi. Anh thấy là chừng như cái trạng thái này mình chạm vô nó, mình biến mất, rã hết những cái lớp bản ngã vô hồ. Mình rất là kinh sợ, mình sợ là mình lạc vô trạng thái này rồi mình không còn những cái khổ đau gì để mà tự hào. Thế cho nên mình níu khổ đau lại, mình muốn là lòng mình nó phải chất chứa nhiều cái có kia. Chứ còn cái mà rỗng lặng tự nhiên bất động thì rất là kinh khiếp, cho nên mình sợ, mình không dám chạm vô cái vùng trời này. Thà tôi ở trong bóng đêm thôi, chứ tôi không dám trường mặt ánh sáng. Đó là cái lỗi lầm của chúng ta, trong khi bản chất của ta nó vốn là cái trạng thái rỗng lặng tịnh nhiên Niết Bàn này. Pháp thân viên tịnh ninh hữu khứ lai, nó chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt gì cả. Nó hiện tiền ngay bây giờ và ở đây, anh sử dụng được hay không được mà thôi. Và nó mở ra sáu cửa lòng lộng, nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi. Chỉ cần an trú trong hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra là mở được cánh cửa đi vô rồi thưa các vị. Dường như hôm bữa thứ bảy mình có nói với các vị về hơi thở, nó có một quãng trống đó, đó là con đường mở ra để các vị đi vô đó. Nhìn ra được hơi thở đi vào đi ra, đó là bước đầu. Rồi các vị nhìn ra được cái chi nữa? Nhìn ra cái kẽ hở của hơi thở lúc chưa đi vào đi ra. Và khi làm được điều này thì các vị nhìn ra được cái kẽ hở của tâm thức các vị. Lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương, nó tràn ngập, nó dâng hàng. Thế nhưng mà sẽ có những quãng trống của cái buồn vừa tắt mà cái vui chưa sinh. Quãng trống đó gọi là quãng lặng của tâm thức. Quãng lặng đó tại sao mà ta cần phải nhìn vậy? Do vì cái quãng đó nó là cái trạng thái vô ngã hé ra cho chúng ta nhận. Trạng thái đó cũng là trạng thái chân thực Niết Bàn bất động. Và thiền công án hay thiền thoại đầu dẫn người ta đi vô điều này thưa các vị. Ví dụ công án thiền sư trong quá khứ thì có câu niệm Phật thị thùy, tức là ai là người niệm Phật. Họ dạy cho thiền sinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hỏi chứ ai đang niệm đây, đang nói thầm thì Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hỏi một câu ai đang niệm đây, rồi dừng lại. Tức là phía này thì có câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi ai đang niệm. Đây là cái khoảng của tâm thức có âm thanh, rồi một quãng lặng không nói năng gì cả, nhưng mà có hay là không có. Rồi một phút sau, tức là chúng ta có một quãng này là một phút đi, một quãng sau lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lại hỏi ai đang niệm Phật, rồi dừng lại. Hai phút sau rồi hỏi một câu ai đang niệm Phật. Thế thì cái quãng trống này là quãng cần thiết để người ta tham đầu câu nói, gọi là tham thoại đầu, nhìn nhận biết, dùng năng lực tuệ giác nhìn cho ra cái quãng này, gọi là tham thoại đầu. Nó có gì khó hiểu không? Thưa không. Chẳng qua chỉ là một phương pháp hành trì như chúng ta từng giải minh, nghĩa là anh là cái quãng trống này. Cái quãng này không có ngôn ngữ thì thầm, nhưng mà có cái chi?
có cái sự nhận biết chói sáng nơi đây, cho nên ta gọi là tham chiếu đoạn này, hay là dùng năng lực tâm thức để nhận cho ra cái quảng trống này, gọi là tham khởi đầu. Và dần dần họ làm cho âm thanh của phần này mất đi, âm thanh phần này mất đi, âm thanh phần này mất đi, còn lại một vòng tròn như thế này. Tức là còn lại một cái quãng không gian từ sáng tới tối, từ tối tới sáng là một trạng thái tĩnh lặng trong tâm nhận biết chói sáng, thì gọi là đã thành phiến, gọi là tham thoại đầu đã làm thành một khối tròn, không có một cái kẽ hở nào chen vô, tức là không còn một cái tạp niệm nào chen vô, gọi là đã tham được đến cái độ đánh lại thành phiến, làm lại thành một mảnh tròn. Tham thoại đầu là vậy đây. Thì có khác chi với những phương pháp mà chúng ta đã từng thực tập, thưa các vị? Đây là các cánh cửa dành cho những tâm thức họ cắt hết mọi cái duyên ràng buộc, họ luyện thẳng đời họ chỉ làm một việc. Nhưng mà cái điều phiền muộn là cái công phu này nó làm cho người ta rất là căng thẳng, nó không hợp lắm với cái sinh hoạt xã hội hiện tiền. Và các bậc thầy đem pháp môn của Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ bằng thiền tứ niệm xứ dạy để cho chúng ta sống giữa cuộc đời này không có tạo thêm cái sự căng thẳng nơi tâm thức, cho nên không vận dụng phương pháp thoại đầu. Chỉ cần làm một việc đó là các vị nhìn cho ra cái kẽ hở mà không cần phải lên cái tiếng nói thì thầm gì cả. Hãy nhìn cái sự có sẵn của thoại đầu trong các vị. Có sẵn hay không? Có chứ. Một tràng ngôn ngữ âm thanh rồi nó dừng, rồi một tràng ngôn ngữ âm thanh nó dừng, thì khoảng trống giữa hai phía là quãng này đây. Các vị làm cho quãng trống không có tiếng thầm thì này nó lần lần nó giãn ra càng ngày càng nhiều, và các vị sống được với trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền mà không có thầm thì, không có phân tích, không có lý giải. Thế thì các vị đang an trú trong tâm bất động của chính các vị. Và đang đến trạng thái này, thưa các vị, con đường tự mở ra. Các vị biết các vị làm gì, các vị biết các vị đã đạt được cái phần gì trong cái chiều sâu của lời dạy Đức Thế Tôn. Và các vị sẽ vững niềm tin với tâm bảo vô cùng, và không có còn một cái thắc mắc gì sinh khởi trong đây nữa cả. Tin chắc đây là trạng thái tâm bất động. Và tin chắc một điều là ta nắm phận mệnh của mình, ta ưng sinh về đâu ta sinh, chứ không có cần phải cầu khẩn Phật nào đón tôi về Đông Phương Tây Phương gì hết. Và cũng chẳng cần niệm cái danh hiệu Phật nào cả. An trú ngay thể tịch diệt niết bàn hiện tiền là niệm Phật. Thật tướng tâm muội, thưa các vị. Mình đừng nghĩ thiền tông khác với tịnh độ tông. Và mình đừng nghĩ rằng mấy ông tu thiền rồi thì không biết sinh về đâu sau khi chết. Cái kiểu không tu thì nói như thế thì còn tha được. Chứ mà đã biết tu rồi thì thưa các vị, không có cái chuyện là mấy ông tu thiền rồi không biết chỗ sinh về, thưa không có. Họ ngay hiện tiền họ đã biết vùng trời bất động là nơi họ sinh về rồi, thưa các vị. Niệm thật tướng Như Lai là niệm cái này đây. Trạng thái tâm bất động tràn đầy nhận biết đây, gọi là niệm Phật chính hiệu đây. Thưa đại chúng, là mình bỏ quên cuộc đời mình trong những cái sự mê mờ, mình cứ rượt đuổi, mình nghĩ rằng hạnh phúc là cái gì nó khó tìm lắm. Quan niệm đời thường thì nó là như vậy. Hạnh phúc là cái gì nó có mặt trong bóng đêm. Thứ hai là phải cực nhọc vô cùng. Thứ ba là phải giữ nó cũng rất là mệt. Trong khi đúng thật người tu chúng ta mà có một năng lực trí tuệ thì các vị thấy là hạnh phúc là cái gì nó có mặt ngay bây giờ, chứ không phải là chạy vải gì hết. Anh dừng lại ngay để thân tâm anh bằng lòng với đời sống anh hài hòa trọn vẹn với đời sống hiện tiền là anh hạnh phúc. Còn bằng anh không chấp nhận anh thì anh bất hạnh rồi. Mà từ cái không chấp nhận ta tới cái chuyện không chấp nhận người bên cạnh nó đâu có xa. Ta còn bất mãn ta còn không hài lòng ta, thì ta sẽ không hài lòng ai trên cuộc đời này cả. Còn các vị thở vào thở ra có cái sự an hòa tĩnh lặng nhất định ngay nơi thân tâm các vị, thì liền thứ khác đời sống các vị nó hài hòa từ bên trong rồi. Và cái điều này nó vô cùng dễ để cho các vị nhận ra thôi. Khi lòng các vị mà nó tràn đầy sự mãn nguyện thì khó có người nào chọc tức các vị nổi sung lắm, phải không? Chọc tức thì ta cũng cười khì, bỏ qua rất dễ. Nhưng mà lòng mình bực bội, bất an, nặng nề, khó chịu thì người ta không chọc mình cũng kiếm chuyện mình gây với người ta, chứ đừng nói chọc cho mất công. Mấy cái đứa thanh niên mà nó đi làm về, nó hát từ ngoài cửa, nó hát vô vang hết á.
đố mà rầy đó mà nó giận, tại vì chiều đó nó bị thần ái tình bắn mũi tên rồi, cho nên không có cách gì nó giận mà nó bực bội hết á. Trạng thái tâm của chúng ta nó có cái niềm vui nó giống như thế, thưa các vị. Rõ ràng là hạnh phúc là cái nó vô cùng dễ tìm, nó có mặt bây giờ và ở đây, ngay nơi hơi thở các vị, ngay nơi thân tâm này các vị an trú được ngay nơi đây thì các vị liền tức khắc có được hạnh phúc. Và khi hạnh phúc nó đến rồi, những cái nhu cầu lao sao với tình thế này tự nhiên nó không cần thiết, không cần cố tình bỏ, không cần cố tình loại trừ gì cả. Các vị tự nhiên cảm thấy nó không có cái nhu cầu như vậy, lăng xăng sao động bất an, những nhu cầu đó chừng như nó chỉ dành cho người ít hạnh phúc, cho nên người ta tìm những cái bên ngoài để vá víu vào đời sống của họ. Nhưng mà kỳ thực nếu mình biết tu rồi thì tự thân mình nó tràn dậy cái năng lượng của hạnh phúc bên trong thôi. Mình mãn nguyện với tất cả mọi thứ mà mình chạm mặt trên cuộc đời, mình an vui với tất cả những việc mình làm, và phiền não nó không có lăn theo chân mình được. Anh đi tới đâu phiền não nó không có quyền đụng vào đời sống anh. Còn nếu mình không mở được con mắt này, mình cứ mãi rượt đuổi thì thưa các vị, cuộc đời này mình chạy cho tới chết, hạnh phúc nó vẫn cứ xa khỏi tầm tay với của ta thôi. Thôi bây giờ mình dừng ở đây rồi tọa thiền một chút rồi hồi hướng ha. Ta thỉnh chuông chúng ta nhiếp tâm. Where?